sự thật về ma nghĩa địa thích yêu gái có chửa đúng đêm rằm ở gia lâm xin chào các bạn đang theo dõi pkt tiêu sĩ tử tù giang hồ người nổi tiếng theo như lời đồn đại về nghĩa địa thôn phú thụy xã phú thị huyện gia lâm thì ở đây có ma lời đồn kể rằng vào những đêm trăng rằm hai mùng một mùng hai âm lịch khi màn đêm buông xuống và mặt trăng bay lên thì ngay ở nghĩa địa này sẽ có hồn ma xuất hiện Vậy sự thật về ma nghĩa địa, thích yêu gái có chữa đúng đêm rằm ở Gia Lâm như thế nào? Tiếng kêu giữa nghĩa địa của thai phụ. Theo lời đồn hồn ma này là một vong nam chưa thoát bụi trần. Hắn buông ra tiếng cười quái đản và vọng khắp không gian. Điều này khiến cho nhiều người kinh hãi, đó là vong nam này còn thích làm bậy với thiếu nữ mới lớn. Thậm chí nhiều người nói rằng đã nghe thấy tiếng cười và nhìn thấy bóng ma. Vậy câu chuyện này có thực sự như thế? hay chỉ là lời đồn đại mang tính chất dọa bóng gió? Câu chuyện thực sự được sáng tỏ khi có người đến công an huyện Gia Lâm trình báo. 21 giờ ngày 14 tháng 11, chị Nguyễn Thị Mai sinh năm 1981. Tên nạn nhân đã được chúng tôi thay đổi. Là công nhân đang đi xe đạp qua, lúc này trời tối lại không có đèn đường và người qua lại đã bị một người đàn ông cởi trần lôi sành sạch xuống xe và khống chế. Sau đó gã bế thốc nạn nhân đi vào sâu bên trong nghĩa địa chừng 10 mét. Hắn hỏi chị Mai có tiền không, đưa đây. Nạn nhân hoảng hốt lắp bắp bảo có vài trăm nghìn và đưa cho người đàn ông. Những tưởng sau đó chị Mai sẽ được thả, nhưng ai ngờ gã đàn ông này bất ngờ cởi quần áo buộc quanh người, không cho chị Mai thoát. Sau đó hung thủ liền bê xe đạp vào nghĩa địa để tránh bị phát hiện rồi quay lại. Nghe thấy tiếng bước chân của Tuân quay lại, chị Mai sợ hãi van xin. Anh tha cho em, em đang có thai 5 tháng. Nhưng người này vẫn thực hiện hành vi đồi bại với chị Mai sau khi giở trò đồi bại xong, gã để mặc nạn nhân giữa nghĩa địa và bỏ trốn. Theo một điều tra viên, việc xác định thủ phạm gặp không ít khó khăn vì trời tối. Đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác ra soát khoanh vùng kẻ tình nghi. Những dấu vết hiện trường cho thấy kẻ gây án ở khu vực nghĩa địa. Theo giấy chứng nhận của bệnh viện, tình trạng sức khỏe của chị Mai có thai khoảng 22 tuần, xây sát vùng gối phải, bầm tím cổ tay và vùng kín bị tổn thương. Qua việc khám xét hiện trường, các thông tin dấu vết, chứng cứ mà nạn nhân khai báo cùng với việc dấu tích mà đối tượng hãm hại để lại trên quần áo của bị hại. Công an huyện Gia Lâm đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tuân. Ngày 15 tháng 12, công an đã triệu tập nghi phạm Tuân lên kiểm tra, đã phát hiện anh ta là kẻ gây án. Lúc đầu Tuân chối, không nhận đã gây ra vụ việc ngông cuồng trên. Sau ít giờ đấu tranh gã thừa nhận mình đã làm nhục chị Mai, Tuân đã bị bắt tại nhà. Anh Tạc khai tối hôm đó cởi trần đi bộ ra khu vực nghĩa địa để dình những công nhân nữ đi làm muộn về qua đây để gây án. Hắn nhìn thấy chị đang đi trên đường làm ca tối qua nghĩa địa liền ra tay. Vậy đã rõ không có con ma nào ở nghĩa địa này cả mà chỉ có con ma là gã đàn ông đã có một vợ hai con với sở thích quái dị mang tên Tuần. Tên thật Nguyễn Văn Tuân sinh năm 1974, quê quán thôn Phú Thủy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm. Ma nghĩa địa là người trần. Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 14 tháng 11, Tuân đi bộ từ nhà ra lều trông cá ở cánh đồng của thôn Phú Thụy chơi. Đi qua khu vực nghĩa địa thôn, thấy một người phụ nữ đang đạp xe qua, Tuân lập tức nổi máu dê. Y lặng lẽ đuổi theo kịp, lao ra từ trong bóng tối, ôm cổ người phụ nữ này để nạn nhân không kêu được. Hắn lôi chị từ ngoài đường vào sâu bên trong nghĩa địa chừng 10 mét, dùng áo khoác của chính nạn nhân để chùm kín mặt chị. Đồng thời dùng áo sơ mi buộc ngang mồm nạn nhân không cho kêu cứu, và lấy quần để trói chân người phụ nữ yếu đuối. Dù người phụ nữ ú ớ van xin, đang có thai nhưng tên yêu dâu xanh vẫn tìm cách khống chế giờ cho hen hạ ngay tại nghĩa địa. Những tưởng trong cuộc sống hôn nhân Tuân không được vợ chiêu chuộng, thường thả đói hay bởi bản tính háo sắc ngông cuồng bất hảo từ trong trứng. Nhưng khi tiếp cận, người dân xung quanh Tuân mới táo hỏa vì trước giờ anh ta là kẻ hiền khô, chẳng gây chuyện với ai bao giờ hắn có vợ con đàng hoàng và đời sống sinh hoạt chăn gối của hai vợ chồng rất đầy đủ vợ hắn không để hắn đói và đáp ứng đầy đủ nhu cầu chuyện chăn gối của gã thế nên khi nghe tin gã bị bắt vì tội làm nhục chị mai vợ hắn mới ngã ngửa lúc này bí mật của người chồng tưởng chừng hiền lành chân chất bỗng được hé mở một cách đầy ghê tởm tại cơ quan điều tra khi điều tra viên hỏi biết chị mai có thai sao vẫn làm nhục có biết như vậy là bất nhân không tuân vào đầu bứt tai lý nhí trả lời Sở cái bụng lù lù như thế ai chẳng biết là có thai, nhưng nạn nhân nói nhiều quá làm tăng hưng phấn trong người, không thể kiềm chế được. Lúc đó chẳng hiểu sao em chỉ nghĩ ra một điều duy nhất là làm chuyện ấy với phụ nữ có thai. Chắc là thích lắm nhỉ? Thế là hành động, chứ không nghĩ được nhiều là hành động đó bất nhân, bất nghĩa ở chỗ nào. Lý giải việc chọn nghĩa địa làm nơi hành xử, hắn khai vì trong đó kín đáo, ít người qua lại. Hơn nữa khi làm xong, nạn nhân chạy ra ngoài đường kêu cứu, phải đi mất một đoạn đường dài nên hắn dễ bề tẩu thoát. Vậy đã rõ mặc dù đã có vợ và hai con nhỏ nhưng Tuân vẫn lợi dụng khu nghĩa địa vắng vẻ, không đèn đường và nhiều chị em phụ nữ công nhân ở khu công nghiệp gần đó hay đi xe đạp qua để thực hiện ý đồ phạm tội. Sau khi phạm tội, Tuân vẫn nhẩn nhơ vì cho rằng bị hại vì xấu hổ sẽ không dám tố cáo hắn. Theo điều tra thêm, ngoài làm nhục chị Mai trước khi thực hiện hành vi đồi bại với chị, cách đó 7 ngày vào đêm 14, bước sang ngày 15 âm lịch tối ngày 7 tháng 11 năm 2010, Tuân đi xe đạp về nhà. Quan nghĩa địa Phú Thụy, gã ngồi bên vệ đường đợi con mồi. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, Tuân phát hiện chị Nguyễn Thị Hạnh sinh năm 1991, công nhân của một công ty giày đi ngược chiều. Tuân bất ngờ xông ra khống chế chị này, đưa sâu vào trong nghĩa địa. Hắn làm nhục nạn nhân rồi để mặc, sau đó bỏ về như chưa có chuyện gì xảy ra. Từ việc làm bậy thành công, chị Hạnh đã tạo cho hắn sự tự tin để phạm tội những lần tiếp theo và nạn nhân tiếp theo của gã là một nữ công nhân bụng mang dạ trở. Điều đáng nói là dù cuộc sống gia đình có nếp có tẻ, cuộc sống sinh hoạt vợ chồng bình thường, nhưng Nguyễn Văn Tuân rất ít khi bộc lộ thói trăng hoa ở nhà, mà khi ra đường hắn lại để con thú trong người sống ra, rồi thường xuyên trêu ghẹo con gái phụ nữ. Khi cán bộ điều tra hỏi vì sao lại thích làm bậy với bà bầu mà không đi bóc bánh trả tiền bên ngoài. Tuân thành thật khai báo sở dĩ y không đi giải trí ở những nơi có dịch vụ này vì không thích cảm giác được phục vụ. Gã làm như vậy để tìm cảm giác mình đi chinh phục trong sự chiếm đoạt khác với cảm giác vợ phục tùng phải cho ở nhà. Càng khó khăn trong chuyện ấy bao nhiêu thì Tuân càng thích thú bấy nhiêu. Tuân thừa nhận cái cảm giác rình mồi, chờ con mồi sập bẫy đem lại cho hắn sự kích thú kỳ lạ. Nạn nhân càng van xin càng dẫy dụa thì hắn càng hưng phấn, càng có cảm giác mạnh để hoạt động. Mặc dù đã có vợ con nhưng Nguyễn Văn Tuân vẫn thường lợi dụng đêm tối mò ra nghĩa địa của thôn để hãm hại các cô gái trẻ. Một trong số hai nạn nhân của gã là phụ nữ có thai cũng không tha. Theo công an huyện Gia Lâm với thành vi ăn của lạ, anh ta sẽ phải trả một cái giá đắt. Ngày 22 tháng 2, Tòa án Nhân dân huyện Gia Lâm, Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Tuân. Tại phiên tòa, Tuân khai nhận hành vi phạm tội của mình. Hai nạn nhân đều đề nghị hội đồng xét xử, xử lý Tuân thật nghiêm minh Cuối cùng hội đồng xét xử tuyên phạt Tuân 9 năm tù. Dù tội phạm có nhiều loại, có kẻ chuyên săn các thiếu nữ mơn mởn, kẻ khác lại rình dập phụ nữ có chồng, có kẻ lại không buông tha cho cả bà lão gần đất xa trời. Dù tất cả đều đáng lên án, sau khi nhắc đến Nguyễn Văn Tuân, nhiều người trong đó có cả đàn ông đều lắc đầu sợ hãi dung mình và ngao ngán. Tuân ngồi tù 9 năm, nhưng rồi hắn sẽ ra tù và làm lại cuộc đời. Còn nỗi đau và sự tổn thương của chị Hạnh và chị Mai sẽ còn mãi nhất là khi bà bầu dễ bị tổn thương sâu sắc bởi lúc đó họ luôn nghĩ đến đứa con trong bụng. Đây cũng chính là lời cảnh báo cho những cô gái hay đi sớm về khuya qua những khu vực vắng vẻ. Đừng biến mình trở thành nạn nhân của những trò đồi bại bất nhân. Cuối cùng, sự thật về ma nghĩa địa thích yêu gái có chửa đêm rằm ở Gia Lâm đã có lời giải. Thì ra chẳng có con ma nào, chỉ có con ma đầu đen là người đứng ở nghĩa địa rình rập những cô gái hớ hênh mà thôi. Trong video này, PKT cũng đã lược bỏ đến một số phần mà mình thấy là không cần thiết để cung cấp cho các bạn những thông tin chính xác khách quan, ngắn gọn để các bạn có thể dễ nghe, dễ nhớ và dễ hiểu. Hy vọng là các bạn thích video này. Và nếu các bạn có bình luận gì thì để lại phần comment phía dưới. Còn bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại.